Áo dài là trang phục mà các giáo viên của trường trung học cơ sở Thanh Thủy thường lựa chọn khi đứng trên bục giảng hay trong những dịp kỷ niệm. Bởi lẽ chiếc áo dài biểu tượng cho sự dịu dàng, kín đáo, tế nhị, ý tứ của người phụ nữ Việt Nam, luôn giúp các cô giáo cảm thấy rạng rỡ, tự tin hơn. Hưởng ứng tuần lễ áo dài năm nay, các cô giáo lại cùng nhau lưu lại những hình ảnh đẹp trong tà áo dài bên đồng nghiệp và học trò. Khi được khoác trên mình bộ áo dài truyền thống thì chị em phụ nữ chúng tôi không chỉ cảm thấy là đẹp hơn, xinh hơn mà còn duyên dáng hơn, mà còn góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ cái giá trị văn hóa, nét di sản văn hóa độc đáo của người Việt. Tại huyện Thanh Thủy, các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam thiết thực quảng bá vẻ đẹp của áo dài đang diễn ra rất sôi nổi. Hình ảnh chiếc áo dài duyên dáng xuất hiện trong các hoạt động ở cơ quan, đơn vị, trường học. Trao cho chị em niềm tin yêu vào bản thân mình và niềm hãnh diện tự hào khi là phụ nữ Việt Nam. Cùng với đó, các buổi tọa đàm, giao lưu, các hội thi tìm hiểu về vẻ đẹp, ý nghĩa của áo dài cũng được khuyến khích tổ chức nhằm lan tỏa tình yêu đặc biệt với trang phục này. Hưởng ứng tuần lễ áo dài thì trên địa bàn huyện Thanh Thủy tổ chức rất nhiều hoạt động liên hoan, giao lưu văn hóa văn nghệ, tọa đàm và tổ chức các hội thi cắm hoa. Thì trong những cái buổi như thế này thì chị em đều lựa chọn cái trang phục là trang phục áo dài bởi vì nó vừa đẹp vừa duyên dáng và cũng nhằm tôn vinh lên cái vẻ đẹp của người phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp của cái tà áo dài dân tộc. Với phụ nữ ở nông thôn miền núi, không phải ai cũng có cho mình tà áo dài. Chính vì thế, hưởng ứng tuần lễ áo dài năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Tân Sơn đã triển khai quyên góp áo dài cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc áo dài được là phẳng phiu treo cẩn thận trong tủ hoặc tổ chức chương trình áo dài không đồng tại địa điểm thuận tiện cho mọi người đến lựa chọn. Có tủ quần áo dài cho chúng tôi, cho chị em chúng tôi thì chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi vì những ngày hội hay ngày lễ phụ nữ chúng tôi như mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 với lại những cái ngày hội thì chúng tôi được mặc những cái áo dài rất là duyên dáng và xinh xắn. Khi được các mạnh thường quân với lại hội liên hiệp phụ nữ của xã mới của huyện quyên góp thì tất cả các chị em đều có những bộ quần áo dài rất là đẹp để mặc. Sau khi được mặc trong những ngày hội, ngày lễ, ngày Tết hoặc là những đám cưới thì là chị em lại giặt giũ sạch sẽ và được cất giữ rất là gọn gàng. Và cứ đến những ngày hội, ngày lễ thì các chị em lại lấy ra để được mặc và trưng diện. Hình ảnh chị em phụ nữ rạng rỡ trong tà áo dài đã chứng minh giá trị và ý nghĩa thực sự của trang phục này. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, áo dài đã trở thành một biểu tượng của văn hóa và tâm hồn Việt trong mắt bạn bè và du khách quốc tế. Vì thế, tôn trọng, giữ gìn vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống cũng chính là thể hiện niềm tự hào với một trang phục tinh tế, giàu bản sắc văn hóa dân tộc và đưa áo dài hòa vào nhịp sống hiện đại.